trình chợ tốt cuối tuần. Chúng ta đang đến với chương trình chợ tốt cuối tuần. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp giữa Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và trang mua bán rau vặt trực tuyến chợ tốt.com. Chương trình của chúng ta được phát trực tiếp từ 11 giờ cho đến 11 giờ 45 mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh FM 99.9 MHz, ứng dụng VOH cũng như là website của đài là voh.com.vn. Ngoài ra thì chợ tốt cuối tuần còn được livestream đồng thời trên fanpage của đài là Radio VOH. Thưa quý vị, hiện nay thị trường máy tính bảng khá đa dạng và có muôn vàn sản phẩm phục vụ được nhu cầu giải trí cũng như là làm việc học tập của mỗi người. Do vậy, làm sao để lựa chọn cho mình một chiếc máy tính bảng phù hợp là một câu hỏi khiến chúng ta phải đắn đo. Để giúp quý vị dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một chiếc máy tính bảng phù hợp, chủ đề của chợ tốt cuối tuần tuần này là cách chọn máy tính bảng phù hợp với sự tư vấn của chuyên gia Trần Hoàng Sơn. Ngay từ bây giờ, quý vị có thể gọi đến số điện thoại 0283910 4866 để trò chuyện cùng anh, hoặc là có vấn đề liên quan đến máy tính nè, máy tính bảng, điện thoại, máy ảnh và cả laptop nữa. Ngoài ra, quý vị cũng có thể lên trang Radio VOH trên Facebook, comment vào phần livestream số điện thoại và thắc mắc của mình để được giải đáp. Và với chủ đề của ngày hôm nay, cách chọn máy tính bảng phù hợp, thì có lẽ là anh Trần Hoàng Sơn cũng chia sẻ một số thông tin cơ bản về cái việc lựa chọn đi. Trước hết là chúng ta cần phải chọn một cái máy tính như thế nào là nó ổn nhất cho nhu cầu của mọi người, những cái nhu cầu căn bản. Yeah. Xin chào chị Kim Thanh, chào anh Thành Tài và thính giả của chợ tốt cuối tuần. Thì như vậy, bây giờ nếu mà chúng ta đặt vấn đề là sẽ muốn sử dụng thêm một cái máy tính bảng, yeah, làm đầu tiên đó, thì như chúng ta vẫn thường nói là cái kinh phí chúng ta xác định là, yeah, phải xác định kinh phí trước. Nhưng mà bên cạnh cái mức xác định kinh phí thì chúng ta sẽ có một số thứ mà tôi nghĩ là mình cũng nên cân nhắc khi mình muốn mua một cái máy tính bảng. Đó là đầu tiên là mình đang sử dụng cái hệ thống thiết bị gì. Yeah. Chẳng hạn ví dụ như mình đang xài một cái điện thoại là nó cũng là, ví dụ đang xài iPhone, yeah, thì mình sẽ có xu hướng là mình nên mua máy bảng là thuộc của Apple. Là mua iPad. Đúng rồi, mua iPad. Tại vì thường là bây giờ các hãng họ xây dựng các cái hệ điều hành đó là nó có những cái gọi là cái hệ thống ecosystem của nó, thành một cái môi trường chung hết với nhau. Yeah. Thì khi đó mình, nếu mình chẳng hạn giống như mình đang xài, mình đang thao tác một cái gì đó ở trên iPhone, mình chuyển qua iPad mình có thể thao tác tiếp tục được. Thì đó là những cái rất là thú vị. Mà cả tương tự là bên hệ thống Android, chẳng hạn như mình xài đang xài Samsung và mình, nó cũng có những cái máy tính bảng của Samsung thì nó sẽ có những cái tính năng nó hỗ trợ tương tự. Thì do đó là cái một trong những cái mà mình cần cân nhắc thêm đó là mình đang xài cái hệ thống gì. Và ngoài ra máy tính mình đang xài cũng là cái thứ quan trọng. Ví dụ nếu mình đang xài máy tính hệ điều hành Windows thì mình cũng có thể mình muốn là xài những cái máy tính bảng mà nó sử dụng hệ điều hành Windows luôn, để mà nó tiện cho cái việc làm quen của mình, nó đỡ vất vả. Nói một cách cụ thể cho mọi người hình dung, tức là dù như mình xài một cái hệ điều hành mà đồng bộ với nhau á, thì khi bạn chụp hình trên điện thoại thì tự nhiên cái hình đó nó bay vô cái máy tính. Mình khỏi cần phải cắm dây chép hay là gì hết trơn, tự động nó bay vô. Thậm chí là khi mình xóa trên điện thoại của mình rồi thì trên máy tính nó vẫn còn. Tức là đâu đó cái môi trường nó sẽ giúp mình rất là nhiều để mình làm biến. Nó có rất là nhiều thứ, chẳng hạn giống như mình đang soạn một cái văn bản, một cái mail, mình soạn một cái mail ở trên điện thoại mình bấm, hoặc là mình đang soạn trên rồi cái mình chuyển sang mình nằm coi phim, mình xài máy tính bảng rồi, thì lúc đó mình có thể mình check mail tiếp tục ở trên máy tính bảng, nó vẫn liên tục, mọi thứ nó đều khá là thuận tiện cho mình. Thì đó là cái một trong những yếu tố bây giờ mình nên cân nhắc khi mình mua cả thiết bị điện tử nói chung là như vậy. Yeah. Nó đều có một cái hệ thống sinh thái trong đó. Yeah. Thì đối với máy tính bảng thì giờ nó có ba cái chính, đó là iOS. iOS là iPad. iPad. Cái thứ hai là Android, thì có rất là nhiều thương hiệu khác nhau. Ví dụ anh. Ví dụ như là Samsung có thương hiệu, Xiaomi cũng có, yeah, một số thương hiệu Trung Quốc cũng có, và LG cũng có máy tính bảng. Đa số là các hãng đều có máy tính bảng, nhưng mà cái anh mà mạnh nhất thì đương nhiên là nhiều người vẫn biết nhất là vẫn là iPad. Yeah. Còn Windows thì nó cũng có một số máy tính bảng nhưng mà nó không nhiều bằng thôi. Nhưng mà thật ra như với Kim Thanh xài thứ nhất là laptop. Nếu mà không xài laptop thì mình xài điện thoại di động thôi. Thì thật ra đang hỏi là có bao nhiêu lý do để sử dụng một chiếc iPad, một chiếc máy tính bảng. Bây giờ nếu mà Kim Thanh xài iPad đó, lâu lâu mình cũng nói ồ ai cũng mua iPad hết, thôi mình mua một cái đi. Nhưng mà sau khi mình nghĩ ồ mà mình cuối cùng mình mua giờ mình làm gì? Đó. Đúng rồi, thực ra iPad nó vẫn, người ta vẫn bán có nhiều cách để mình sử dụng nó. Chẳng hạn giống như mình dùng nó làm nó, chẳng hạn giống như chị Kim Thanh đi họp báo, chị Kim Thanh cầm theo cái iPad thì nó vẫn nhẹ nhàng hơn là cầm theo cái máy tính bảng nhiều. Mà cái phần mà màn hình của nó hiển thị thì nó là đủ lớn để mình sử dụng nó tốt hơn điện thoại, mình thao tác gọi là có những cái thao tác nhanh ở ngoài
gọi là giống như đối với phóng viên đi ra hiện trường thì thao tác nhanh nó vẫn tiện dụng hơn là so với điện thoại. Mà như vậy có vẻ nó hơi phân khúc hơn hả, tức là không phải ai cũng có nhu cầu, tức là nó sẽ, hoặc là nếu mà ở nhà, nếu mà chị muốn thích thường ví dụ, hoặc là nếu ở nhà chị muốn giải trí ở nhà, nó là một cái hệ thống đơn giản là giải trí tại nhà, thì mình sẽ bỏ, nếu mà bỏ qua tivi đi mình không ấy, nhưng mà mình sẽ rất là không mấy khi mình làm mình coi điện, nếu mà mình coi phim trên điện thoại thì nó sẽ không thể hấp dẫn bằng là làm coi phim trên iPad được. Và mình cũng không nằm mình ôm nguyên cái laptop mình giơ lên trước mặt để mà mình coi. Nó hơi kỳ. Thì cái công dụng của iPad mà Kim Thanh thấy là bây giờ là mọi người xài tương đối nhiều là chơi game. Đúng rồi, giải trí. Và các bậc cha mẹ mà khi mà có con nhỏ ở nhà cứ quăng cái iPad. Chính xác là ăn cơm thôi. Cho ăn, gọi là không giúp đỡ hỗ trợ cho ăn cơm. Đúng rồi. Thì thấy hình như là công dụng của nó là cái chuyện đó là nhiều nhất đúng không? Đúng rồi. Mà thật ra thì nó là về giải trí, về vấn đề giải trí là nhiều nhất. Dạ, nhưng mà cái dung lượng của iPad thì nó có đủ mạnh cho có thể là mình làm những cái công việc mà đòi hỏi dữ liệu hay là tốc độ truy cập gì hay không? Thực ra là đủ mạnh. Đa số là các loại iPad, trừ những cái máy giá quá rẻ thì cái dung lượng nó không lớn, là nó khoảng 8GB thì sẽ không đủ nhiều. Thật ra từ xưa đến giờ cái thiết bị di động mà cái bộ nhớ bị đầy thường á, một là clip, hai là video. Thì bản thân cái iPad hay là những cái máy tính bảng khác là đều xem video là xem trên hệ thống stream online hết, tức là nó không có lưu trong máy. Còn văn bản thì lưu bao nhiêu chả được. Văn bản thì rất là nhỏ. Mà iPad thì mình lại không có quay phim chụp ảnh nhiều như điện thoại, thành ra là nó cũng không có bị tốn lắm. Trước khi trò chuyện tiếp á, thì Kim Thanh xin được nhắc lại cái phần trò chơi một chút xíu, tại vì có thính giả có phản hồi về là nghe không có kịp cho nên là không có lựa chọn được cái đáp án, và có lẽ là câu hỏi tuần này hơi lắc léo một chút xíu, cho nên là chúng tôi sẽ đọc lại cái phần câu hỏi để các thính giả có thể tham gia và nhận quà từ nhà tài trợ Chợ Tốt, là những chiếc áo mưa cũng như là những cái chiếc laptop. Kim Thanh đang xài một cái rất là tốt và phải nói là nó chống sốc đồ ổn lắm. Tại bình thường là cái hôm nay là laptop bị rớt mấy lần và mình thấy chạy vẫn rất là ổn rồi, nếu mà không nhờ cái túi đó là gần như là cũng tiêu rồi, mà nó rất là gọn. Thì cái câu hỏi là trong các loại máy tính bảng của Apple, tức là iPad á, nói vậy cho nó dễ hiểu rồi, là trong các loại máy iPad thì loại iPad nào là nhỏ nhất với kích thước màn hình 7.9 inch, thì cái loại đó có tên gọi là gì? A là iPad Air, B là iPad Mini và C là iPad Pro. Chúng ta có 3 đáp án. Nhắc lại một lần nữa là trong các loại máy tính bảng của Apple, loại máy tính bảng nhỏ nhất với kích thước màn hình là 7,9 inch có tên gọi là gì? A, iPad Air, B, iPad Mini và C là iPad Pro. Như vậy thì hy vọng là các thính giả đã nghe rõ hơn và bây giờ có thể điện thoại đến 02839104866 để có thể là trả lời cái phần câu hỏi và nhận quà từ nhà tài trợ. Và từ trên livestream hiện tại nhận thấy có một gia đình Úc Vân hỏi là xin chương trình cho biết khi mua iPad thì chỉ số RAM càng cao thì lướt web càng nhanh có phải không, và luôn cả chơi game. Cảm ơn. Anh Sơn có thể giải đáp cho họ. À đúng rồi, thì đương nhiên nếu mà về cái thông tin mà về RAM, về cấu hình thì nó càng cao thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà nhiều khi ở đây mình có một cái sự nhầm lẫn, chỉ sợ là để tránh nhầm lẫn, tức là mình phải phân biệt là cái RAM á, là cái phần cái bộ nhớ để máy nó xử lý dữ liệu, chứ không phải là cái phần lưu trữ, chứ không phải là cái phần dung lượng lưu trữ. Có nhiều người, nhiều người sẽ cứ nghĩ rằng dung lượng ví dụ 32GB với 64GB gọi nó là RAM, nhưng mà cái đó thì không phải gọi là RAM. Cái đó chỉ gọi là phần bộ nhớ của máy thôi, dung lượng của máy. Thật ra em nghĩ iPad thì cũng không đến nỗi mà không tải nổi. Thật ra iPad là một cái máy gọi là nó rất mạnh, cái bộ xử lý của nó thường là nếu mà ra mắt cùng lúc với lại điện thoại iPhone thì nó sẽ mạnh hơn iPhone một chút. Thành ra là nó có thể xử lý được rất là nhiều. Như Thành Tài có chia sẻ ở lần trước là iOS so với Android có một cái ưu điểm, tức là khi mình chạy nhiều chương trình liên tục thì cái sức phân bổ của iOS nó sẽ tốt hơn của bên Android, tức là cái nào đang chạy thì sẽ dồn hết cái sức xử lý vô đó, còn những cái khác thì sẽ không có. Còn Samsung là chạy đồng bộ các bên luôn, cho nên là đâm ra nó sẽ bị chậm là một, hao pin là hai. Nhưng mà bây giờ trước mắt nếu mà muốn mua một cái máy tính bảng hoặc là một cái iPad đi, thì bây giờ mình khi mà mình chọn lựa thì mình sẽ xem những cái thông số hoặc là những cái gì trước hết để mình biết là cái nhu cầu như thế nào thì nó phù hợp cho cái nào? iPad thì thực ra khá là đơn giản, mặc dù iPad thì nó có vô vàn lựa chọn. iPad nó có quá nhiều lựa chọn, nhưng mà nó lại khá là đơn giản ở cái chỗ là theo quan điểm của Sơn thì là mình có thể mình mua bất kỳ cái nào trong cái tầm tiền của mình. Mình nhắm, mình có thể tại vì trừ những cái mình tránh những cái máy nó quá cũ ra thì nó có thể là nó đã lâu rồi thì nó cái công suất nó chạy không được tốt như những cái máy mới, nhưng mà về cơ bản là nó được thiết kế khá là, cái hệ điều hành của nó luôn luôn nâng cấp để mà chạy được
các cái ứng dụng mới nhất. Vâng, chúng tôi đã được thông báo là có thính giả đang chờ đợi đầu dây bên kia, và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với thính giả. Alo. Rồi, cho chào chương trình ạ. Chào chị. Rồi, chào quý sư. Chị tính gì ở đâu chị ha? Chị ở Sài Gòn em. Dạ, chị có thể cho biết tên gì tiện xưng hô chị ạ? Chị Hương em. Chị Hương. Rồi, chị Hương đặt câu hỏi cùng với anh Sơn ạ. Bây giờ nhờ quý sư em, tôi muốn mua một cái máy tính bảng cho con gái, bạn gái học lớp 8 á, và cho nhờ quý sư thể tôi mua một thương hiệu nào mà cho tốt. Nhờ quý sư chỉ dùm mà. Dạ. Rồi tôi chỉ có một túi tiền thì chị định mua máy khoảng 7 triệu. Dạ. Trước khi mua thì cũng nhờ quý sư cho hướng dẫn nhờ mình nhìn sao mà biết trên cái máy đó nó có những cái dấu hiệu gì mà nó không tốt, nhờ hướng dẫn dùm. Nhờ quý sư hướng dẫn dùm là cái loại máy mà có thể mình mua về là con mình có thể nó sử dụng bao lâu, mà như phải mấy tiếng, như những tầm mắt của nó mà nó sử dụng bao lâu mà nó không có hại cho mắt của bé của cháu đó. Lớp 8. Thật ra bé lớp 8 thì nói chung là cách nó cũng gần như là người lớn rồi. Thì cái này nếu mà với số tiền 7 triệu thì thật ra lời khuyên là vẫn nghĩ là mình nên mua iPad. Thì về iPad thì nó sẽ có, như đang nói chuyện với chị Thanh thì ở đây là iPad nó cũng có nhiều loại, nó có khá là nhiều loại. Nhưng mà cái cách tốt nhất mà anh nghĩ là như thế nói là iPad thì cái nào chị mua cũng có thể xài được, nhưng mà với cái mức tiền đó thì nếu mà chị mua máy mới thì chị cứ đi ra cửa hàng á, chị dắt bé ra cửa hàng rồi để cho nó trải nghiệm thử. Nó có thể nó cầm trên tay, nó thích là cái, nó thích có thể nó là thích cái iPad mini là cái vừa tay, hoặc là nó có thể thích là những cái máy lớn hơn một chút thì để có cái kích thước màn hình nó lớn, thì đó là tùy theo cái trải nghiệm của cháu. Nhưng mà nếu mà nhỏ thì anh nghĩ là mua cái iPad mini cũng là cái hợp lý, tại vì nó sách tới sách lui, nó sách tới sách lui cũng tiện. Nó nhỏ nhẹ á chị, mà cái kích thước màn hình của nó là cũng là ở cái mức vừa phải đủ để mình xài rồi. Tức là nó không có phải là quá nhỏ như một số cái loại máy tính bảng khác, nhưng mà nó vẫn đủ lớn để mà mình xài được rất là nhiều thứ. Mà nếu mà cháu còn bé thì tay nó nhỏ thì nó có thể xài cái đó cũng ok. Rồi mua kiểm tra. Còn máy đó thì về thời thực ra thì nếu cái này cái về phần mà mắt xài bao lâu thì theo kinh nghiệm của ví dụ con gái ở nhà hơn thì thường đó thì cho cháu xài khoảng chừng trên iPad á, mình cứ bắt là yêu cầu cháu là khi mà xài thì nó sẽ có một cái chế độ là xét một cái đồ sáng, xét cái đồng hồ á, cho xét cái đồng hồ đếm xài khoảng chừng 45 phút một tiếng gì đó là phải nghỉ rồi. Sau đó chứ tại vì ở cái tuổi mà khoảng chừng lớp 8, lớp 9 thì mắt cũng vẫn là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái thiết bị điện tử, thành ra mình cũng không nên cho xài liên tục quá nhiều. Rồi vậy mình cho màn hình nó tới tối là chút được thì nó tốt hơn. Không nên đâu chị. Cũng để bình thường. Chị cứ để nó bình thường thì màn hình nó sẽ tự cân bằng. Tại vì cái iPad nó có cái hệ thống thông minh, nó tự cân bằng ánh sáng cho phù hợp đó. Chứ nếu nhiều khi chị để thấp quá, tối quá thì lúc mà mắt nó nhìn nó phải điều tiết, mắt nó điều tiết thì nó lại không tốt. Dạ vậy hả? Rồi bác sĩ nha. Không hỏi chị là mình đi xuống dưới chợ tốt mình mua cũng được hay nếu mà ở thành phố. Ở chợ tốt thì chị có thể lên trên ứng dụng hoặc là chị lên web chị kiểm tra để chị xem có những cái chỗ nào họ có cái giá nó phù hợp á. Nhưng mà nếu mà nhưng mà thực sự là nếu mà chị mua cho con thì mình chị nên mới. Mới cũng được, cũ cũng được, nếu cũ thì mình lên chợ tốt. Còn mấy mấy, nhưng mà chị nên cứ nên cho bé ra một cái cửa hàng điện máy nào đó cho bé thử trải nghiệm cái ở ngoài thực tế trước, rồi khi mình có thể mình về mình lên mạng mình mua sau cũng được. Nhưng tức mà mình phải dạo một vòng chứ mình khoan vội mua chị. Tức là mình kiểm tra mình kiểm tra coi bé là nó phù hợp với cái nào, cái mức giá ra sao, rồi xong sau đó mình lên chợ tốt.com mình có thể là mình rảo một vòng mình coi với cái mức túi tiền đó thì mình có thể là mua được cái dòng nào và nó hợp lý nhất. Thì tức là ví dụ đó, nếu mình muốn mua mình thấy ra ngoài cửa hàng mình thấy có một cái máy nó khoảng chừng 10-11 triệu đi, mà mình cảm thấy là số tiền nó cao hơn cái mức mình cần có, nhưng mà mình chấp nhận mình có thể mua được máy cũ, máy dùng rồi, thì mình sẽ lên chợ tốt thì lúc đó cái mức 7 triệu của mình nó sẽ là vừa với lại cái cái loại máy đó, thì mình sẽ tìm cái model máy đó trên chợ tốt thì cái giá mình nó ok hơn. Dạ được chứ chị. Vậy thôi cảm ơn kỹ sư ha. Vậy thôi tôi về đây hôm bữa nào rồi hai mẹ con dẫn nhau đi mua ha. Rồi cảm ơn nhờ kỹ sư nhiều nha. Xin được cảm ơn chị Hương. Và nhân cái câu hỏi của chị Hương thì Kim Thanh cũng muốn hỏi lại anh Sơn là ví dụ bây giờ máy second hand đó
thì mình phải kiểm tra cái gì? Tại vì thường thường mấy cái đồ này nó cũng hơi hơi khó, đặc biệt là với phụ nữ. À, chủ yếu thì Thanh nghĩ là mình kiểm, đối với máy thì đầu tiên là mình kiểm kiểm tra về cái phần cái màn hình nó có bị chầy chụa, bị vỡ hay là gì đó không. Là một trong những thứ. Cái thứ hai là mình nếu mà có thời gian thì mình thử mình một lúc mà mình đi kiểm tra máy, mình cứ mở máy lên mình xài một lúc. Mở màn hình sáng hết ra mình xài một lúc để mình coi nó có mau hết pin, cái độ pin của nó bị mau hết hay không, rồi máy có nóng hay không, để mình biết là máy đã xài lâu hay chưa thôi. Chứ đó là những cái cơ bản nhất mà có thể kiểm tra được. Đã có thính giả muốn đặt câu hỏi nữa cho nên là chúng tôi xin được tiếp chuyện với thính giả tiếp theo. Alo. Hello. Dạ chào anh ạ. Dạ, anh tên gì, ở đâu anh ha? Anh tên Duy, anh ở Sài Gòn. Dạ anh Duy, rồi anh Duy đặt câu hỏi cùng với anh Sơn ạ. Anh Sơn cho em hỏi một cái là nhà ba mẹ em á hay xài điện thoại để xem YouTube với lại chơi cờ tướng rồi đó. Màn hình nó nhỏ quá thì em định mua iPad cho ba xài. Thì mình nên mua dòng nào cho nó hợp với người lớn tuổi như vậy? Nếu mà người lớn tuổi thì mình nghĩ mình mua cái loại màn hình lớn một chút, loại màn hình 9 chấm, loại iPad càng to càng tốt. Đúng rồi. Thì tức là nhưng mà cái loại đó thì bây giờ nó có một số cái tên hơi là rườm rà khác nhau, rất là nó sẽ không, dĩ nhiên là mình không nên mua iPad Pro, tại vì iPad Pro là để dành cho người chuyên nghiệp làm việc và có thể vẽ rồi, và nó khá là tốn kém. Thì anh có mua cái iPad nào mà nó nhắm trong cái phần túi tiền của mình, nó là loại kích thước vừa phải, trong vòng 9 đến 10 inch á, là cái loại đó là loại ok. Thì nó tùy theo túi tiền thôi. Thực sự cái lúc này là nó, bởi vì như anh nói là anh mua cái iPad mà đời trong vô đen trong vòng khoảng chừng 2 đến 3 năm là đều vẫn có thể xài tốt được. Thì mình có thể tùy theo cái cân nhắc theo cái túi tiền của mình là mình mua. Ok, vậy là iPad từ trong đời 2 đến 3 năm thì cái model của nó trong khoảng 2 đến 3 năm nay thì giá nó sẽ trong khoảng chừng từ, anh nghĩ là tùy theo cái dung lượng nữa, nhưng mà nếu mà ba mẹ xài theo dạng như vậy thì không cần dung lượng lớn đâu, anh cứ lấy cái 16GB hoặc là 32GB là đủ xài rồi. Mình cũng không cần mua cái bản mà nó có gắn SIM mua làm gì. Nó tại vì ba mẹ chắc là chủ yếu xài ở nhà thôi thì mình không cần gắn SIM. Thì đó là mấy cái cơ bản nhất để mình tiết kiệm. Còn thì cái mức giá nó sẽ khoảng chừng từ 4 đến 8 triệu gì đó, thì tùy theo cái mức mình mua. Nếu mà anh mua second hand thì anh tìm trên mạng là nó sẽ dễ. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều. Có thông tin từ nhà tài trợ chợ tốt thì nhà tài trợ có nói là iPad 23, tức là iPad bây giờ nó ra tới iPad mấy rồi anh? iPad nó ra đời từ năm 2010 tới giờ là khá là nhiều, nó không có đặt số là nó hơi lộn xộn. Nó thường ví dụ iPad 23 là cũng lâu rồi đó. iPad 23 thì tầm 2-3 triệu. Còn iPad Air 2 thì tầm 5 triệu rưỡi cho đến 7 triệu. Cái Air 2 là cái rất tốt. Không phải mới nhất, nó cũng cách đây 2 năm rồi. Nhưng mà nó lại nó rất là tiện. Với người dùng thông thường thì cái đó thì cũng đã là quá tốt rồi. Nếu mà anh Duy mà còn nghe thì anh Duy có thể cân nhắc cái iPad Air 2 với cái mức giá đó là anh thấy rất phù hợp. Đúng rồi, còn Galaxy Tab thì tầm từ 2 cho đến 4 triệu. Galaxy Tab thì là do nó sử dụng Android. Thì bây giờ thì từ trên livestream là bạn Như Quỳnh có hỏi là chuẩn công nghệ màn hình của iPhone X và Note 8 khác nhau như thế nào, xét về cấu hình giữa hai máy thì nên cân nhắc chuyện gì? Nếu mà cái này là cái Note 8 mà bây giờ cái Note 8 và cái iPhone X. Hôm nay nó lại chuẩn bị sắp sửa ra iPhone mới, mà còn Note 9 vừa mới ra mắt xong. Note 9 vừa mới ra mắt. Tại vì cái này hai cái màn hình chuẩn công nghệ màn hình thì nó hai bên là nó có nhiều cái sự. Thì bên X là xài OLED, còn OLED, bên AMOLED. Bên Note 8 là xài gì anh? Bên Note 8 mình không, hình như AMOLED. Thì cơ bản là về độ sáng màn hình thì nó y chang nhau, nhưng mà nó chỉ khác có một điểm là bởi vì cái màn hình bên Note 8 nó hỗ trợ cho cái boot. Đúng rồi. Cho nên bây giờ bạn cứ tưởng tượng là như thế này, tức là mình dùng cái Note 8 thì mình ký cái tên của mình á thì ra đúng chữ ký ở bên ngoài. Còn cái iPhone X là không thể làm được chuyện đó. Mà cơ bản là cả hai cái dòng này nó, một bên X thì nó hơi thời trang hơn một tí, còn cái bên Note 8 thì nó sử dụng công việc nhiều hơn. Giống như là mình cứ dùng cái bút mình ghi chép là rất là tốt. Thì nếu mà cân nhắc giữa hai máy này á thì chuyện tầm giá thì nó chắc là cũng ngang nhau, nhưng mà quan trọng là bạn dùng để làm gì. Đó, thì mình cứ dùng công việc nhiều hơn, mình muốn phục vụ công việc ghi chép, note, vẽ, lưu trữ cái gì đó thì mình nên dùng Note 8. Còn đơn giản là dùng điện thoại để
chụp ảnh để lưu trữ để chơi game chẳng hạn thì có thể là mình sẽ nghiêng về X hơn một chút xíu. Thực ra thì nhưng mà cũng là khoan cân nhắc để bởi vì tháng 9 sắp tới rồi. Và đó thì như đã nói là bây giờ Note 9 thì mới vừa ra mắt cách đây 2-3 ngày. Đúng rồi. Và cũng rất là nhiều tính năng mới. Đó, đương nhiên đây cũng là lúc mà nếu mà thích mua Note 8 thì cũng là lúc để mua Note 8. Không, thực nhưng mà nếu mà cân nhắc X và Note 8 vào lúc này thì cân nhắc là coi giá tụt tới đâu. giá tụt tới đâu thì mình mua là vừa. Đó, kiểu như là vậy thôi chứ. Được về rồi. Tính năng thì tài suy nghĩ là hai bên này. Tại vì những cái hàng điện thoại cao cấp như đến mức này rồi thì nó còn chủ yếu là theo cái sự yêu thích của mình đối với cái nhãn hàng. Nhưng mà thật ra là em xài điện thoại nhiều khi thỉnh thoảng em thích vẽ này vẽ kia sơ sơ hay là mình khoanh tròn đồ cái này á thì á mình dùng iPad hay là điện bên iPhone đó thì rõ ràng cái tay mình á không có chính xác, không có chính xác, và nó thứ nhất là không chính xác và thứ hai là cái nét nó to. Đúng rồi. Cho dù mình chọn cái mảnh nhất thì nó cũng không có ổn. Trong khi về nếu mà ai mà thích dùng cái gì mà có vẻ vời, có gạch đồ vân vân này nọ đó thì sẽ dùng nó hơn đúng không? Tại vì cái cây viết nó rất là ổn. Rất là chính xác, nó chính xác tới từng điểm, rất là bé luôn. Cây viết là một trong những cái điểm mà rất là đáng chú ý ở trên dòng Note. Chị Trần Vy có hỏi là cho chị họ Di đang xài iPad mini nhưng nhiều khi xảy ra tình trạng không tắt màn hình được. Mỗi lần như vậy phải đem ra tiệm, xin hướng dẫn cách khắc phục. Chà, không tắt màn hình được thì là nó hư rồi. Chắc là nút tắt bị hư rồi. Đúng rồi, mà đấy là cái hư này là cái hư vật lý luôn anh hả? Cái nút vật lý nó bị hư rồi. Cho nên không nghĩ là vậy. Cho nên là chắc là chị nên cũng nên cân nhắc lại lên chợ tốt mình kiếm máy mới. Nhưng mà không hiểu, tức là không có sửa được luôn hay sao? Cứ mỗi lần như vậy là phải. Tức là nếu những cái máy đó mà hư vật lý rồi mà cứ sửa được thì ta phải thay thế đồ. Tức mà cứ phàm banh máy ra thay thế đồ thì cái tuổi thọ nó lại giảm xuống nữa. Cho nên thứ nhất là trong lúc mà kiểu như mình còn sửa mà còn dùng được, mình còn bán được á thì mình đẩy đi để mình tống cựu Minh Tân đó, kiểu nó cũng như vậy thôi. Đó là nhưng mà cái đó sửa thì có tốn kém lắm không? Nếu mà sửa cái nút nó thì cái này tức là chị đã đem ra tiệm nhiều lần rồi, ngoài tiệm họ đã sửa rồi đó, chị cũng biết rồi. Thì nếu mà đã phải đem ra tiệm thì rất là khó để mà mình, tức là cái lỗi này nó sẽ có thay thế đi nữa, nó cũng sẽ bị lại hoài như thế và nó sẽ không có khắc phục được luôn đâu chị à, nó sẽ như thế luôn đó. Tức là bây giờ thì chữ nước bán lại thôi cho các nơi rồi xong rồi mua cái mới về. Đúng rồi. Còn cái liên quan đến Kim Thanh muốn quay lại cái câu hỏi lúc nãy là về cái keybook á của Note cũng như là cái máy tính bảng của cái iPad thì thật sự là cái đó là cái ưu điểm dành cho những cái mà liên quan đến vẽ vời, gạch xóa rồi. Thật ra nếu mà nói về keybook thì và iPad thì iPad là gần đây họ đã có keybook của iPad rồi. Đó là nếu mà xài Note, là tại vì Note thì nó vẫn tiện là nó có điện thoại. Nó vừa là điện thoại vừa là ấy, nhưng mà nếu mà chị em đang xài qua iPad thì bây giờ đã có cái bút để mà mình có thể vẽ vời trên nó rồi. Tức là nó sync cái số điện thoại đó trên di động luôn hay là nó là cái số riêng hay là cái số ảo iPad bên Note Note thì nó là máy điện thoại mà. Nó điện thoại, nó là máy điện thoại. Tức là như vậy là nhưng mình mà nó màn hình nó lớn, nó vừa đủ, nó chưa đủ đến mức lớn như iPad, như một cái máy tính bảng, nó chỉ mới là hơn 6 inch thôi. Thì nhưng mà mình đã đủ lớn thì mình xài và mình dùng bút mình dùng nó như cái điện thoại được. Tức là có nghĩa nó là nó không đến nỗi thành như đặt một cái dép lên mặt nhưng mà vẫn là ok. Không, mà Kim Thanh thắc mắc là tức là khi mà chúng ta chọn Note rồi, tức là nếu mà người nào mà không có xài hai máy điện thoại thì kể như là cái đó là đủ rồi. Đúng rồi, tại vì nó có SIM, nó nghe gọi bình thường. Chứ còn như thế thì nó cũng sẽ còn người nào mà muốn điệu đà thêm một cái điện thoại là phải tốn hai số. Đúng không anh? Hồi Note mới ra thì thành tài có làm một cái thử nghiệm rất là thú vị, đó là lấy cái bút của Note thay thử trên màn hình của iPhone X thì câu chuyện là xài không được. Trời, cái đó bình thường thôi, vậy cũng kể nó tưởng đâu là phát minh gì mới lắm. Không có, nó thật ra là khá là bất thường. Em chắc chắn đối với người bình thường thì chắc không ai có rất nhiều người sẽ thắc mắc là liệu cái mua cái bút Note 8 về không thì có dùng được iPhone hay không, thì câu chuyện trả lời là không. Tại vì hai hãng không có liên quan nhau cho nên là chúng ta đừng có dại dột mà thử những cái mà nó không liên quan đến như vậy. Nhưng mà về với cái ngoại trừ cái chuyện cái bút ra đó thì cái nào nó sẽ dễ sử dụng hơn, cái Note hay là cái iPad? Dễ sử dụng thì nó như nhau, nhưng mà nó đơn như thế, nó hai cái vẫn về cơ bản nó vẫn là cái sự có sự khác nhau ở đây, tại vì cái Samsung Note thì nó là dòng điện thoại rồi, nó sẽ hỗ trợ mình nhiều hơn trong công việc. Thật ra cái đó là liên quan đến kích thước màn hình, tức là chị Kim Thanh cảm thấy là mình có nhất thiết mình phải xài màn hình to hay là không. Đơn giản là giống như bây giờ chúng ta sẽ soạn thảo một cái văn bản trên điện thoại thì chúng ta sẽ dùng được hai ngón, là cao nhất là hai ngón cái, nhưng mà nếu chúng ta dùng được đến iPad, thậm chí iPad mini nhỏ thì chúng ta vẫn có thể dùng bàn tay được.
thì sẽ take note rất là nhanh. Còn riêng với note á, là bởi vì nó có cây bút cho nên là mình viết chữ A nó sẽ ra chữ A. Tức là mình viết liên tục lên đó thì nó sẽ tự động nó nhận diện nó là chữ viết. Nhưng mà nếu chữ mình xấu thì cũng thua. Cho nên món đó mà bác sĩ xài thì cũng hơi khó. Thì nhưng mà đó, nhưng mà đó ý anh đang nói ở đây, tức là nếu mà chị cân nhắc mà như bây giờ chị em đang đi họp báo vậy, em đang cân nhắc mua cái iPad mới cũng được, nó không có bút để mà chị vẽ, thích vẽ, tức là trong lúc mà chị ngồi chị buồn nó không biết làm gì chị có thể vẽ. Thì cái iPad nó chỉ có không được là dù mình dừng đèn đỏ lấy ra không được thôi. Không mà thật ra là bây giờ máy tính nó cũng phát triển, ví dụ như là cái máy tính Kim Thanh đang xài đó, thứ nhất là màn hình cảm ứng và thứ hai là nó có thể xoay được, nó gấp lại được, cho nên là kể như là tối mình ngủ mình vẫn có thể cầm nó gọn. Nó vẫn nặng hơn cái iPad đó chị. Dĩ nhiên nó nặng hơn nhưng mà nó ở mức độ là mình vẫn có thể cầm để mình đặt trên đùi mình xem được. Và so ví dụ đi học báo thương, làm... để lên đùi là nóng, để lên đùi là cái tỏa nhiệt từ pin nó cũng rất là gây hại không, cho. Và mình đi họp báo mình tác nghiệp trên cái đó nó vẫn có cái bàn phím ảo thì vẫn rất là tốt. Đó. Thì cho nên là bây giờ tất cả các món đồ công nghệ gần như nó cũng link và nó làm có nhiều cái tiện dụng để có thể là thay thế cho những cái mặt hàng khác. Và bây giờ thì có lẽ là thời lượng dành cho chợ tốt cuối tuần thì cũng không còn nhiều nữa, cho nên là thay mặt ban biên tập chương trình cảm ơn chuyên gia Trần Hoàng Sơn đã đến và chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích liên quan đến máy tính bảng trong ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau vào tuần sau với những cái chủ đề hấp dẫn, và chúng tôi dự kiến là chủ đề là máy tính dành cho các bạn sinh viên, các tân sinh viên, thì các bạn sẽ nên mua máy tính như thế nào phù hợp. Và cảm ơn nhà tài trợ là trang mua bán rau vặt trực tuyến chợ tốt.com đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình này. Xin được nói lời chào tạm biệt.